Xin chào tất cả các anh em nha. Video làm giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình góp nhận 0.1 tập cần có cái hiệu là Uni App. Để tham gia giám này quản lý phần link mô tả mở Telegram bấm start chat chatbot nè bạn. Rồi bạn lướt trang các bạn. 0.1 tập cần khoảng 10 đô. HGKW. Rồi các bạn một tốc cần Uni App này khoảng 100 đô các bạn. Cho giờ hôm nay các bạn bấm vào continue nữa các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Zalo. Join vào nhóm chat này các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lại các bạn. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh Zalo các bạn follow nè. Các bạn đáp lại nè. Tại Twitter các bạn follow và từ Twitter tăng hai các bạn vào nữa các bạn. Rồi các bạn thôi theo dõi nè các bạn. Tờ viết quảng bá Uniap Valency. Ta bài nào ta. Rồi các bạn like tờ bài thứ hai nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận cho tờ viết các bạn tán hai người bạn mình vào nha các bạn. A cộng ba các bạn test lại nha bạn, hai người bạn cũng được, ba người bạn cũng được. Rồi các bạn mới đáp lại. Tiếp tục thì website thì bạn visit website nha các bạn và nhấp vào nè. Thay đây là một kèo khá là ngon đó các bạn. Hiện tại chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2021 và phong phố vào ngày 30 tháng 3 vậy các bạn. Rồi đây thì website của nó có đăng ký không ta? Không có lâu. Có Google Map, có wallet nữa nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp được. Bắt đáp đây mà. Con này con cũng trong chương trình bán hàng phía sau các bạn. Rồi mình phái những dự án thế này lắm. Rồi bạn mới đáp lại các bạn bấm nhận nút submit tên các bạn. Rồi nó hỏi của John Group Hinseller bấm done các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lời đường link tàu username tàu Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn vào trang cá nhân các bạn copy username các bạn. Bạn nào không biết thì coi lại những video mình lấy username các bạn, gì mà lấy trên Zalo cho nó mau các bạn. Rồi tờ Twitter thì các bạn bắt vào luôn các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ ETH chí wallet nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ chút wallet my wallet MetaMask in token. Bạn nào chưa biết tạo ví thì vào cái kênh video của mình vào danh phát xem là những video hướng dẫn tạo ví các bạn. Còn bạn nào không hiểu gì nữa để lại comment dưới mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha bạn. Rồi các bạn bấm vào ETH các bạn. Rồi các bạn sao chép ra các bạn. Bạn bắt vào. Rồi gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào sao chép để cập nhật tài khoản cho mình nha bạn. Rồi mình đã nhận được 0.1 token Uni App rồi bạn. Bấm vào menu. Thôi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.